nó chúc em có phải là fan bóng đá không anh ấy là cú không em là fan bóng chày 형은 còn anh. 나는 모든 스포츠를 좋아해. anh thích tất cả các môn thể thao. em có phải là fan bóng đá không? không em là fan bóng chày còn anh anh thích tất cả các môn thể thao. Đi thú vui là gì sở thích của cậu là gì 대 취미는 요리야. sở thích của tớ là nấu ăn. 네 취미는 뭐야? Còn sở thích của cậu là gì? Sở thích của tớ là du lịch. Sở thích của cậu là gì? Sở thích của tớ là nấu ăn. Còn sở thích của cậu là gì? Sở thích của tớ là du lịch. 이것은 뭐예요? cái này là cái gì? 그것은 공이에요. cái đó là quả bóng. 그것은 뭐예요? Cái đó là cái gì? 이것은 운동화예요. Cái này là giày thể thao. Cái này là cái gì? Cái đó là quả bóng cái đó là cái gì cái này là giày thể thao. Đi chốn ở đâu? Nhà cậu ở đâu? Nhà cậu ở đâu? Nhà nhà tớ ở phía này. ừ ừ ừ ở đâu? Vậy siêu thị ở đâu ừ ừ ừ ừ ừ ừ Siêu thị phía kia nhà cậu ở đâu nhà tớ ở phía này vậy siêu thị ở đâu siêu thị ở phía kia